Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thành quỹ và các sở ngành thành phố tham dự hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. Năm qua, Sở Kế hoạch Đầu tư tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý công việc, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, trong đó tham mưu nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời hoàn thành công tác lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2030. Tăng cường quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, sở cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế như công tác tham mưu tổng hợp đề xuất cho ủy ban nhân dân thành phố chất lượng chưa cao, thời gian thẩm định một số dự án còn chậm, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Diệt Trường đề nghị tập thể lãnh đạo sở kế hoạch và đầu tư cần thay đổi tư duy và phương pháp hành động, bám sát trọng tâm các nhiệm vụ được giao để làm tốt công tác tham mưu các giải pháp nhằm phát triển kinh tế xã hội. Ngay những ngày đầu năm, chủ động phối hợp với sở ngành liên quan trong chủ trì phát động phong trào thi đua với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với thể chế quá quyết định 1519 của chính phủ về phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn dướng mắt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tích cực hỗ trợ thủ tục pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư.